Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và em đam mê chơi VCB các bác nhé. Đấy. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác một số cái phụ kiện để em thay sửa bơm nhé, giá cực kỳ là rẻ nhé. Đấy, phụ kiện thay sửa bơm giá cực kỳ là rẻ đấy. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho các bác nhá. Đầu tiên lên cho các bác cái ti bơm này. Đây, ti bơm này thì 80.000 một cái ti bơm các bác nhé. Đấy, bơm các bác nó bị hỏng thì các bác có thể mua cái ti về các bác thay. Các bác chỉ cần xoáy ra cái rồi các bác nắp vào là bơm của mình dùng rất chi là ok nhé. Đấy. Cái ti bơm như này giá 80.000 một cái các bác nhé. 80.000 này. Còn doang sim thì cũng 80.000, lọ dầu thì 50.000, các bác lấy combo như này thì 3 món nhé, một túi doang sim, một lọ dầu, một ti bơm, các bác lấy combo 3 món như này 170.000 bao ship đến tận nhà cho anh em nhé. Ok chưa? Đấy. Các bác chỉ cần mua 3 món này về, các bác thay sửa bơm của mình có thể thành bơm mới luôn nhé. Đấy, các bác không phải mua bơm mới đâu ạ. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Ngoài ra các bác mua thì bên em cũng có van nạp một chiều giá rất chi là rẻ nhé. Cái này thì đồng giá cho anh em 79.000 một cái van nạp một chiều các bác nhé. Đây, cái này van nạp một chiều chân 8, chân 10 đều có hết các bác. Đấy. Dây bơm thì các bác và anh em dùng nhá. Nó lâu ngày rồi, nó dây này nó bị kém, nó bị nổ, bị xì, bị sọt, bị hỏng, bị vỡ, bị rách nhá. Thì anh em mua dây bơm như này em cũng có bán cho bác nhá, cũng 80.000 à 79.000 một cái dây bơm các bác nhé. Đấy, 79.000 một cái dây bơm. Rất chi là về các bác nắp vào sẽ dùng ok. Còn dây bơm không nhá, còn bác nào muốn lấy dây bơm có lọc thì đây ạ. Dây bơm có lọc đây các bác nhé. Đấy. Dây bơm có lọc thì là 100 cái dây bơm có lọc này thì là giá sẽ là 140.000 các bác nhé. 140.000 dây bơm có lọc, đây là dây bơm lọc ẩm bé các bác nhé. Dây bơm lọc ẩm bé này đó, các bác thấy ok chưa? Ngoài ra thì bên em cũng có dây bơm lọc ẩm to các bác nhé. Đây. Dây bơm lọc ẩm to như này nhá, giá sẽ là 250.000 các bác nhé. 250.000 bao ship đến tận nhà các bác luôn nhá. Ok chưa? Dây bơm lọc ẩm to 250.000, dây bơm lọc ẩm bé là 140.000 các bác nhé. Đấy. Về các bác lắp vào bơm nào cũng được nha, bơm tay, bơm máy, bơm mili, bơm điện, bơm bằng cơm đều được hết các bác nhé. Đấy. Thì anh em nào mà bơm ấy nó bị hỏng rồi, hỏng nặng quá, các bác sửa chán rồi mà nó vẫn không được thì em lên cho bác cái con này nhá. Nên cho bác thân bơm mới nhé. Cái thân bơm mới này là giá bao nhiêu ạ? 399.000 bao ship tận nhà cho anh em nhé. Đấy, cái thân bơm này thì nó như nào ạ? Nó là một cái thân bơm mới vì rất chi nhiều anh em mua dùng bơm, các bác bảo là bơm bị hỏng thì các bác phải vứt cả một cây bơm đi, em rất chi là sốt ruột. Đấy. Thì chính vì thế ngày hôm nay em đã nhập những cái thân bơm này về để anh em mình chỉ cần xoáy vào cái đế bơm là các bác lại dùng bình thường nhé. Đấy. Cái thân bơm, cái bơm thì nó có cái thân bơm này là trái tim các bác nhé. Đấy, nó sinh ra hơi, có hơi thì đều là ở cái thân bơm này hết các bác nhé. Đấy, còn đế bơm, đồng hồ, dây bơm, nó mỗi cái nó có một tác dụng riêng, nhưng hơi nó không sinh ra ở đấy, nó sinh ra ở cái thân bơm này. Anh em nào bơm không có hơi thì các bác mà hỏng nặng rồi các bác có thể mua con thân bơm này nhé. Cái thân bơm này là thân bơm mới các bác nhé, ở trong này đã có gioăng, sim, ti, ruột, đũa, bơm đầy đủ hết. Về anh em chỉ cần xoáy cái này vào cái đế bơm của các bác là anh em có thể dùng được nhé. Là thành bơm của anh em từ con bơm cũ, không có hơi, bơm hỏng. Các bác xoáy cái này vào là thành bơm mới, giá thì rất chi là rẻ thôi nhé. 399.000 bao ship tận nhà cho các bác và anh em nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Cái thân bơm này các bác có thể nắp cho tất cả các dòng bơm. Bơm con hổ này, bơm AGH này, bơm VIP này và bơm Dragon này, tất cả các dòng bơm tay các bác đều có thể nắp được cái thân bơm như này các bác nhé. Đấy, con thân bơm này là thân bơm đa năng, về anh em chỉ xoáy cái gen này vào cái đế bơm của mình này anh em dùng thôi. Đấy, thì các bác hỏng bơm các bác lấy cái thân bơm này để cho nó tiết kiệm chi phí, đỡ tiền các bác. Đấy, các bác chơi thì mình cũng phải tính kinh tế, nó có lợi cho mình nhất để mình chơi. Vì đam mê thì cũng một phần, thứ hai là mình chơi mình cũng phải nghĩ đến tiết kiệm kinh tế nhất, mình hạn chế nhất khi có thể các bác nhé, để cho đỡ tốn kém. Đấy, thì em xin báo giá lại cho các bác nhé. Ti bơm này, doang sim, dầu, combo 3 món là 170.000 nhé. Các bác nào lấy cái dây bơm này là không có lọc nhé, dây bơm không có lọc là 80.000 nhé. Về ví dụ các bác dùng ấy, thường nó nổ cái dây này thì các bác có nắp ẩm bé, các bác nắp nào ẩm bé ở đây, các bác có nắp ẩm to, các bác nắp nào ẩm to ở đây, rồi các bác lại dùng tiếp nhé. 80.000 một cái dây bơm các bác nhé. Đấy, còn cái dây bơm này là cả dây bơm lẫn lọc các bác nhé. Đấy, thì dây bơm lọc ẩm bé là 140.000 bao ship các bác nhé. Đấy,
Còn cái này là dây bơm lọc ẩm to, là 250.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra trước khi thanh toán thôi nhé. Đấy. Đây, bác nào muốn mua hàng thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp đến hai đầu số này của shop để đặt hàng các bác nhé. Bên em ship cút COD đồng kiểm 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra trước khi thanh toán. Còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em trong những video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.